Chương trình từ Vinper, Nha Trang Bay với luật sư Trưởng Quốc Thiên xin trân trọng à, kính chào quý vị à, khán thính giả khắp nơi. Thì trong thời gian qua đã có rất nhiều khán thính giả gửi điện thư tình nhắn đến chương trình chúng tôi ở địa chỉ là trịnh quốc thiên a com thưa quý vị. Họ hỏi là và tò mò là VinFast đã bán bao nhiêu chiếc xe ở Mỹ trong các tháng qua và cho tới nay thưa quý vị thì đây là một cái câu hỏi chính đáng thưa quý vị vì họ nghe những cái tin tức giả tin tức xạo tin tức lao của một vài youtuber không biết chuyện và không hiểu chuyện và cũng chẳng có liên quan gì tới họ cả thưa quý vị những thành phần youtuber ngồi ở trong xó nhà rồi bịa đặt thông tin đủ kiểu để trả lời cho các khán thính giả hỏi những câu như thế thì chúng tôi tìm hiểu qua cái công ty dữ liệu Market xưa quý vị. Đây là một công ty uy tín nhất Đức Mỹ chuyên thống kê những chiếc xe được bán ra bởi các hãng thừa quý vị. Thì quý vị thấy trên màn hình chúng tôi xin mời quý vị xem trên màn hình. Thì trên màn hình theo dữ liệu của Mark Lines thì cho biết là trong tháng 6 công ty VinFast đã bán ra hoặc là cho lease là 373 chiếc xe thưa quý vị như quý vị thấy trên màn hình và đến thời điểm 31 tháng 6 thì đã bán ra tổng cộng là 850 chiếc xe ở đây chúng tôi nói là đây là những chiếc xe được bán ở Mỹ còn ở Canada thì công ty MacLeise không có thông tin thưa quý vị. Chắc chắn là sẽ cộng thêm. Nhưng đối với Hoa Kỳ thì trong tháng 6 xin nhắc lại là VinFast bán được 373 chiếc xe như quý vị đã thấy trên màn hình. Rồi tiếp theo tháng 7 từ 1 tây tháng 7 tới 31 tây tháng 7 thì công ty VinFast bán được bao nhiêu chiếc xe thì chúng ta tiếp theo dõi dữ liệu của công ty Miles Data thưa quý vị. Thì uh, trong tháng 7 cũng theo công ty Miles Data cho biết rằng công ty VinFast như quý vị thấy trên màn hình có tiến triển khả quan hơn, bán được là 380 chiếc và đã giao xe tổng cộng là 1230 chiếc. Thì so với tháng 6 bán 373 thì trong tháng 7 đã bán được 380 chiếc, tức là hơn khoảng 7 chiếc thưa quý vị và tổng số xe đã giao là 1.230 chiếc. Có thể nói là trung bình hai tháng cuối chúng ta thấy là Vinfast bán được sắp xỉ khoảng 380 chiếc xe cho mỗi tháng thưa quý vị và hiện nay tin tức cũng cho biết là VinFast đã có 11 cái showroom ở tiểu bang California cho nên chúng ta thấy là tình hình ngày càng khả quan hơn đối với VinFast có thể tháng đầu họ bán được là 128 chiếc trở lên nhưng từ từ bây giờ chúng ta thấy là sắp xỉ 380 chiếc mỗi tháng và tổng số xe giao là 1, mấy chục chiếc xe như quý vị thấy trên màn hình thì đương nhiên càng lúc quý vị càng thấy ở California sẽ có nhiều xe VinFast chạy đầy đường với con số ấn tượng là 1.230 chiếc thưa quý vị nói chung như quý vị nhìn thấy trên màn hình thị trường xe của Hoa Kỳ mỗi năm lên tới hơn 9 triệu chiếc như quý vị thấy cho nên À, con số của VinFast à, cũng à, chưa là cái gì thưa quý vị. VinFast cần phải à, nói chung là cố gắng hơn nữa để mà có thể à, chen chân vào thị trường sôi động của Hoa Kỳ, một cái thị trường hết sức to lớn, nhu cầu tiêu xài lên tới 90 triệu chiếc xe à, mỗi năm thưa quý vị. Ở đây chúng tôi mới nói đến tháng 7 chứ còn nguyên cả năm thì à, trung bình lên tới 15 16 triệu chiếc xe. Đó là cơ hội rất lớn cho rất nhiều hãng xe trên thế giới đến để làm ăn ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng ta cũng nói rằng là công việc lúc nào cũng có sự cạnh tranh gay gắt thưa quý vị. Cạnh tranh về mẫu mã, cạnh tranh về giá cả, cạnh tranh về dịch vụ, dịch vụ hậu mãi vân vân. Nhưng công ty VinFast có rất may mắn khi mà đã có tới 7 công ty coi như lắp đặt các trụ điện sạc cho xe ở nhiều nơi trên nước Mỹ, cho nên cái vấn đề mà xe Vinfast uh, sẽ được uh, sạc điện ở tới bảy công ty khác nhau thưa quý vị. Và công ty Vinfast thì cũng có rất nhiều ưu thế lớn ở Việt Nam. Những cái hãng xe khác uh, không dám vào Việt Nam hoặc vào Việt Nam sẽ không thành công. Thậm chí kể cả xe Tesla cũng không dám bán ở Việt Nam thưa quý vị. Vì lý do rất đơn giản là sợ thua VinFast Đơn giản là như thế Và vì sao thua Một chiếc xe lấy lần như Tesla Và bán ở Việt Nam sẽ thua VinFast Lý do trụ sạc điện thưa quý vị Quý vị mà có mua một chiếc xe Tesla Thì cũng không có trụ sạc điện ở ngoài đường để sạc điện Còn sạc ở trong nhà Xin thưa quý vị Vài chục tiếng đồng hồ à, Theo như... Uh, những tố cáo mới đây cho biết là những chiếc xe nhiều khi phải sạc tới 29 giờ đồng hồ mới đầy bình sạc thưa quý vị có thể nói rằng đó là một cái thất bại của những hãng xe khi mà vào Việt Nam không có trụ sạc và sạc điện ở nhà thì quá lâu mà nóng vội thì sạc quá ít và sạc quá ít thì đi không được xa thưa quý vị nó cứ lung ta lung tung lung ta lung tung cho nên là người nào mà mua xe mà không có trụ sạc thì chắc chắn là không nên mua những cái số tiền lớn cả tỷ đồng tiền Việt. đó là lý do tại sao mà nhiều năm qua tesla không có đất sống ở Việt Nam thưa quý vị. nói chung cũng không dám mở showroom cũng không dám đem về để mua đi bán lại vì không có trụ sạc đơn giản là như thế và nói theo ngôn từ là Tesla thua toàn tập tại Việt Nam. Một cái thị trường lớn hàng thứ 14 trên thế giới với cả trăm triệu dân, vân vân. Thì được biết là Vingroup cũng mới báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm và họ đã lời hay còn gọi là lãi đậm con số gấp đôi năm ngoái trên 100% lời và tổng số lời khoảng sắp xỉ 7.000 tỷ đồng tiền Việt thưa quý vị và vốn hóa của công ty Vingroup trên 42.000 tỷ đồng tiền Việt và cũng xin chúc mừng cho công ty Vingroup là công ty mẹ của công ty Vinfast thưa quý vị thì công ty Vingroup cũng được biết là sẽ rút vốn vào công ty VinFast trong những năm tới xin chúc mừng